Dạ, xin kính chào bà con cô bác cùng anh chị em đang xem kênh Ân Tình Quê Hương ạ. À, chúc bà con cô bác thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Ân sẽ quay một cái đoạn clip ngắn để giới thiệu với bà con cô bác mình về cái miếng vườn cung cấp nông sản của cái người Anh ở gần khu vực nhà Ân về trồng các cả các loại rau để cung cấp cho bà con cô bác trong khu vực chợ, và đặc biệt là để chuẩn bị các loại rau để bán cho bà con cô bác trong những ngày cuối năm. Ân xin mời bà con cô bác cùng anh chị em mình theo Ân để nhìn toàn cảnh. Đây đang ở dưới xuồng thu hoạch mấy trái mướp, mình giăng dưới dây nè, giăng lưới. Đây mấy trái mướp bự bự không. Đây, đứng lên giờ mình cắt trái mướp này đây. Non mướt hả? Mình cắt này đem ra chợ bỏ lại cho những cái người thương lái bằng hàng họ cân, họ bán lẻ lại. Đây được hai trái ba trái này nữa đây. Đây. Con non này mình nấu canh với rau tạp nữa, ăn ngọt ngất luôn. Mình hơi nhỏ để lưới sau đi. Mày mướp kia có những trái khu qua quá đã luôn. Ồ, tay khu quà nó tốt, nó dày, dày òn luôn, quá đã luôn. Này là một trong những món ăn yêu thích của người miền Tây để dành cho những ngày Tết. Khu quà dồn. Này, em sẽ cắt cái mướp này luôn. Non mướt à. Mà tay hoa nó to thiệt là to. Tới đó cắt được để họ quay lại đi. Để bơi tới. Ồ, dưới đây khổ quà tới nhiều ghê luôn. Đây thì một cái nữa đây. Wow. Dạ. Nó. Này chắc phải cắt rồi. Dạ. Dạ đúng rồi.
này nó chắc nó bị chạm nước rồi. Thì mình cái dàn hay thấp á, mấy trái này nó bị thấm thấm nước nên mình cắt còn nó còn tươi vậy mình còn ăn được. Ở trên kia còn mấy trái nữa. Dạ còn. Còn mấy trái khổ qua quá trời đã luôn. Mấy trái khổ qua ngon quá trời ngon. Đây, đây một trái nữa. Trái mướp non non này ngọt, ngọt liếm luôn. Nhiều rồi, được cái này chắc cũng mấy ký ạ. Mấy trái mướp nó còn non vậy mình nấu canh thêm với rau tập tàng rồi vô. Mồng tơi, rau dền hay gì đó là nó ngọt dữ, rất là ngọt luôn. Bên bờ còn trái nữa đây. Đây, trái này cũng hơi to nè. Đây rồi xong. Mấy trái khổ qua mà tại vườn luôn á, nó thòng thòng xuống nó dài gần 2 tấc rưỡi luôn, nhìn muốn cắn ăn luôn á bà con. Non mướt à, này mình dán neo neo thêm mấy ngày nữa tới Tết á, cái mình cắt em ra bán để em ra chợ để cho bà con cô bác mua về cái dồn khổ qua. Khổ qua dùng thịt cá đều nhân vô rất là tuyệt vời luôn. Có cô bác nào mua rau cải thì liên hệ với Ân á. Đây là những cái mặt hàng mà chuẩn bị đem ra bỏ mối lại cho bạn hàng cân á. Quá trời luôn. Đây là cái chèo khổ qua này, nấu canh ăn rắn rắn mà rất là ngon, tuyệt vời luôn. Quá đã luôn. Rau muống, mướp mình đem gói sẵn rồi. Đặc biệt đây là cái loại bông xo đũa. Trời ơi, tới đầu bắp. Đây, bông xô đũa đây, nấu canh chua thì thôi, khỏi phải bàn luôn. Quá trời luôn. Còn đây là những cái tay đầu bắp gọi là bắp siêu to khổng lồ. Rồi, tay đầu bắp. Bơi dưới xuồng cắt mớp, còn trên bờ thì nó còn rất là nhiều loại rau. Đây là cây đầu bắp. Cây đầu bắp rất là to, mập, thiệt là hấp dẫn. Còn đây thì mình đây có cải ngọt nữa. Này là đậu đũa. Cũng có người kia bằng đậu bún này cũng mới trồng, chuẩn bị lưới cho nó bò đây. Còn đây là cải ngọt. Nguyên một vườn cải ngọt. Khổ qua thì khỏi phải nói rồi. Rất là nhiều luôn. Trái quá trời trái. Đây, những trái này đang đợi để mình thu hoạch đây. Đợi thêm một hai hôm nữa thì mình sẽ những cây cận cận Tết thì cắt nhà vườn bán để nó có giá hơn một chút. Mấy trái khổ qua anh chị trồng rất là canh đúng những ngày từ hai mấy đến 30 Tết để bà con mình có thể mua về hầm. Canh ngày rất là, nói chung là có kinh nghiệm nhà vườn làm rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là cái món ăn không thể thiếu của rất là của bà con mình trong những ngày cuối năm Tết, đó là cái khổ qua dồn. Trái quá trời trái luôn. Đây là khu vực, đây là bên đây cải ngọt, bên đây là tới đây là cải bẹ xanh này. Quá đã luôn, dài tuốt tuốt đằng kia luôn.
Bên đây thì mình có hai giống khổ qua, bên đây thì nó khác với bên kia. Cái trái khổ qua ở đây nó da nó láng hơn, nó ít sần hơn, ăn nó ít đắng hơn. Nói chung thì có hai sự lựa chọn để mình, những người mà thích nó đắng đắng thì chọn khổ qua mà gai xanh, cái loại vườn bên kia. Còn vườn bên này thì khổ qua này kiểu khổ qua Đà Lạt á, ăn nó ít đắng, phải to. Khu vực này cái dây này trái khủng khiếp, nguyên một cái đường luôn, mười mấy trái luôn. Đây là cây cải nó đã bự lên thì chắc ra giống giống cải trắng mà không biết phải không nữa. Xanh luôn. Ngoài những cái nông sản rau cải ra cũng có trồng hoa vạn thọ để mình trưng những ngày Tết, rất là đẹp luôn. Nay nó trổ bông, cái này là mới nụ này là thì thêm vài ngày nữa thì nó kịp đúng những ngày Tết, hoa nở rất là đẹp đều, chỗ nào chỗ nấy, cây này bên ấy quá đã luôn. Đây là những cây trồng trồng để mình trưng trên trên những cái bình hoa. Còn đây là những cái chậu, những chậu để mình trưng trước nhà. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của những ngày Tết đến xuân về. Đây nhà nào cũng thường hay để những chậu hoa trưng trước cửa, đặc biệt là loại hoa vạn thọ, cái tên nó thì ai cũng đã muốn để trước nhà mình để cầu được sống lâu sống thọ. Đây là những cái cây xoa đũa bốn mùa, có cái bông cho mình quanh năm luôn, cái bông rất là nhiều. Đây ra nụ à, để mình vài hôm nữa cái nó nở bự ra là có thể thu hoạch. Xoa đũa thì nấu canh chua hay là nhúng lẩu gì đó rất là ngon. Này tiếp theo anh sẽ qua cái miếng bờ vườn bên kia cũng có rất là nhiều loại. Và dưa hấu salad, dưa hấu trái, dưa hấu đã quá, dưa hấu ta tốt nè, dễ sợ. Còn salad thì thôi á, cây nào cây nấy ngon mướt, nguyên một cái clip salad quá đã luôn. Mấy dây dưa hấu nhỏ nhỏ mà trái nhiều ghê, quá trời trái luôn. Cái đây là bụi bạc hà, cái bên là một cái cây quế rất là trời. Thôi rau thơm, nó thơm mà nó xanh hết trơn. Thơm.
Thơm dễ sợ. Cây rau bắp thì khỏi bàn rồi, nó cao hơn ăn luôn. Mập tốt. Trong đây cũng có mấy líp rau muống tươi tốt. Nhìn rất là đã con mắt. Lúc nãy mình bơi dưới xuồng. Giờ đây là ở trên đây là nhìn cái vàng vàng mướp. Nhìn từ trên xuống. Bông còn rất là nhiều. Đây là cái clip rau muống nè. Trời ơi. Sạch âm non mướt. Này cái khu vực này rau này đã tới đợt cắt rồi nè. Mình đã cắt đem ra chợ rồi. Còn bên đây cứ lùa hết clip này qua bên đây. Xong này nó còn cái gốc, có thể là nó lên được nữa hoặc là mình nhổ lên luôn. Xong rồi sẽ có những cái trồng xây xây truyền theo là bên kia nó sẽ lớn lên. Đây là cung cấp mà nông sản, hầu như những cái loại rau mà mình thường gặp ở ngoài chợ thì hầu như ở đây là có gần gần đủ hết luôn. Dạ bà con cô bác, nãy giờ anh cũng đã quay toàn cảnh những cái bờ vườn của ông anh chị đã trồng rau đây để cung cấp cho cái chợ gần khu vực trong khu vực, và cũng như chuẩn bị cung cấp cho những ngày Tết sắp tới để bà con mình cùng xem. Bây giờ anh xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở các clip sau ạ. Anh xin chào tạm biệt ạ.